Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 3 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tăng trưởng kinh tế quý 1 của cả nước đạt 3,32%, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm. Mô hình nuôi cá mè trắng cho doanh thu hàng tỷ đồng tại Thái Thụy. Gánh nặng bệnh tật đang ngày càng tăng do tiêu thụ đồ uống có đường và đáng ngại hơn là thói quen sử dụng loại đồ uống này lại hình thành từ độ tuổi còn rất nhỏ. Chiều nay, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy dự hội nghị. Quý 1 năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời tham mưu công tác nhân sự đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, không ngừng đổi mới phương pháp, có nhiều cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tại hội nghị đã quán triệt kết luận số 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, bảo đảm quy trình quy định, phối hợp nắm tình hình nội bộ, thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ đảng viên, tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp dưới, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Chiều nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Theo đó, chuyển giao Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình và hơn 70 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ngành tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của tổ chức đảng, đảng viên nơi đây đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những đóng góp của đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tiếp tục gắn bó đồng hành cùng với Thái Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đảng bộ chính quyền tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình tiếp tục hoạt động hiệu quả. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế quý 1 của đất nước ước đạt 3,32%, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm được Đảng, Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, khu vực công nghiệp xây dựng giảm 0,4%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2,2%, ảnh hưởng trực tiếp và làm giảm tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận
bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cho ý kiến về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước và tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phải giữ vững bản lĩnh trước bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, phát huy tinh thần vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo sinh kế cho người dân, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã giao. Trước mắt, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên 3 lĩnh vực chính gồm thúc đẩy tiêu dùng trong nước, thúc đẩy đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu, phải chủ động quyết liệt giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định, tăng cường phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực hợp lý, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và cơ sở, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Các tỉnh thành phố thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết khó khăn tại địa bàn quản lý, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất việc cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ, giảm chi phí doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Thủ tướng cũng thống nhất với kịch bản tăng trưởng của năm nay là 6,5% và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo và kế hoạch chỉ tiêu thực hiện, phấn đấu đạt mức tăng trưởng đã đề ra. Tiếp tục với những thông tin kinh tế, văn hóa doanh nghiệp thời công nghiệp 4.0 là chủ đề hội thảo chuyên đề do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức vào sáng nay. Tại hội thảo, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp chia sẻ vai trò vẻ vang của doanh nghiệp Việt Nam và những bài học thành công trên thế giới, những vấn đề cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đặc điểm chính của nền công nghiệp 4.0. Bên cạnh những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, cũng đưa ra không ít thách thức và thực trạng đáng lo ngại của nền công nghiệp mới. Văn hóa doanh nghiệp là bản sắc riêng, là năng lực cạnh tranh và sức mạnh riêng có để các doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững. Và hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần nhận thức văn hóa doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng trong quản trị công ty, là tinh thần cốt lõi dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực trong thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình tăng trên 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả khá với giá trị sản xuất 3 tháng đầu năm nay ước đạt trên 21.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực kinh tế nhà nước ước tăng gần 58%, kinh tế ngoài nhà nước có xu hướng giảm nhẹ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 24%. Xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, đã thu hút nhiều nhà doanh nghiệp tiềm năng, tập đoàn lớn vào nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 như bia, nước giải khát, điện, khăn bông, sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác tăng, thép cán, tai nghe. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thái Bình đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong năm nay. Tính đến giữa tháng 3 năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới 227 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn đăng ký mới trên 1.400 tỷ đồng, tăng 5,6% về số lượng và giảm 42% về vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 3 tháng qua, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 72 chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 24,6% và số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tự giải thể là 49 doanh nghiệp. Trong tháng 3, có một dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký là 1,5 triệu đô la Mỹ. Tính chung 3 tháng đầu năm, có 2 dự án được cấp phép mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5,5 triệu đô la Mỹ. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 cùng tăng nhẹ gần 100 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel tăng 130 đồng một lít. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 60 đồng một lít, giá bán là 22.080 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 90 đồng một lít, giá bán ra là 23.120 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 130 đồng một lít lên mức 19.430 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng một lít. Tính chung từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 6 lần tăng,
3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ông Lưu Sĩ Đoán ở xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy có hàng chục năm nuôi thủy sản nước ngọt truyền thống, nhận thấy nuôi cá mè trắng cho hiệu quả kinh tế cao nếu được bao tiêu sản phẩm. Ông Đoán đã liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu ở thành phố Hải Phòng, đầu tư nuôi giống cá này trên diện tích hơn 40 ha, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Đoán bắt đầu nuôi cá mè trắng từ tháng 8 năm ngoái trên diện tích hơn 40 ha. Ông Đoán cho biết nuôi cá mè trắng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật vì cá rất dễ nuôi, lại ít bị dịch bệnh, chi phí thức ăn thấp. Dự kiến đến tháng 6 năm nay, khi cá mè trắng đạt kích cỡ từ 6 đến 7 lạng trên một con, ông sẽ tiến hành thu hoạch với sản lượng dự kiến khoảng 700 tấn và được ký hợp đồng mua với 10.000 đồng trên 1 kg, sẽ cho doanh thu khoảng 7 tỷ đồng. Con cá mè thì nó không tiêu tốn lương thực phẩm như các loại con cá khác, mà nó chỉ tận dụng tất cả các sản phẩm phụ từ nông nghiệp rồi chất thải nông nghiệp. Đấy, thế cho nên cái chi phí để tổ chức sản xuất nó là tối thiểu. Sau thời gian mấy tháng đưa vào tổ chức sản xuất thì cũng đã đánh bắt, cũng đã khảo nghiệm và thấy được rằng cái khả năng tăng trọng là rất tốt. Chính vì thế cho nên anh em đang có kế hoạch từng bước để nhân rộng cái mô hình này. Lãnh đạo xã Dương Hồng Thủy cho biết trên địa bàn xã có khoảng 200 ha nuôi trồng thủy sản. Trước mắt, xã sẽ đánh giá hiệu quả mô hình và sẽ cùng với ông Đoán chuyển giao kỹ thuật nuôi cho các hộ trong xã. Với đầu ra và giá cả ổn định là tiền đề quan trọng để xã mở rộng mô hình nuôi cá mè trắng trong vụ tới. Nuôi cá mè này đấy thì đây là một cũng nó không phải là mới, nhưng mà mua trên quy mô lớn đấy và đã có bao tiêu sản phẩm thì đây là một cái lợi thế. Đấy, nếu như mà cái mô hình này nó có hiệu quả thì sẽ áp dụng triển khai và mọi cái sẽ kêu gọi các cái hộ gia đình xung quanh, các vùng có diện tích chuyển đổi đấy thì sẽ phối hợp cùng mấy hợp tác xã Ban Mai Bio này để nuôi con cá mè này và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân. Mè trắng là loài cá không hề xa lạ với người nông dân Thái Bình khi đã chứng minh được sự thích nghi rất tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh. Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi cá mè trắng của ông Đoán đã có một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến nghiên cứu học tập và dự kiến áp dụng mô hình về địa phương. Qua xem thì tôi thấy đây là một trong những cái mô hình mà rất là tốt. Nếu mà chúng ta thực hiện được cái mô hình như thế này thì không những phát triển được kinh tế mà thậm chí còn xóa đói giảm nghèo cho bà con. Thì cũng thông qua hôm nay, hợp tác xã chúng tôi cũng sẽ bàn và triển khai cái mô hình này rộng rãi cho các thành viên của hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình này cho thấy nếu như người nông dân tìm được giống cây và con phù hợp với điều kiện của mình thì sẽ cho hiệu quả năng suất cao hơn rất nhiều lần so với lại phương thức canh tác truyền thống. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam tới gần 2.000 học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Học sinh được tuyên truyền phổ biến nội dung về cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 và kết thúc vào ngày 8 tháng 4. Đợt 2 bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 và kết thúc vào ngày 24 tháng 4. Mỗi đợt thi đều có hai bộ câu hỏi dành cho hai đối tượng, học sinh phổ thông, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị, xã hội, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận thực tiễn của đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các em học sinh. Đây cũng sẽ là những hạt nhân đi đầu trong tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình và những người xung quanh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi để hiểu thêm về giá trị của văn hóa mang lại cho đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ, huyện Vũ Thư xác định việc nâng cao đạo đức, nền nếp thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức là hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, qua đó nhằm xây dựng đội ngũ này đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong tình hình mới, phản ánh của phóng viên thời sự. Lĩnh vực tài nguyên môi trường là lĩnh vực thường xuyên có đông người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư, chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thời gian gần đây, lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến so với trước đây, đặc biệt là tinh thần thái độ phục vụ, trách nhiệm đạo đức công vụ. Do đó, 3 tháng đầu năm 2023, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư cấp cho người dân đã gần bằng số lượng của 6 tháng năm 2022. Chúng tôi cũng luôn luôn quán triệt anh em
trong cái thực thi nhiệm vụ sẽ tuyên truyền rồi giải thích làm rõ những thắc mắc kiến nghị của người dân và cố gắng làm sao là hướng dẫn người dân tận tình chu đáo. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân huyện trong cái việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đất đai về môi trường. Trong thời gian gần đây thì tôi có đi làm giấy tờ về chứng nhận quyền sử dụng đất ở hành chính công của huyện Vũ Thư, thì tôi thấy là cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã hướng dẫn rất chi tiết với tôi, thế nên là giấy tờ thủ tục tôi làm rất là nhanh gọn. Nhằm nâng cao đạo đức công vụ, huyện Vũ Thư xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 về chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Do đó, thời gian qua, tại các cơ quan đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét trong thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Hầu hết các đồng chí đều phát huy tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình trong cái quá trình triển khai thực hiện. Cùng với đấy thì chúng tôi cũng rất quan trọng cái việc là duy trì cái nề nếp chế độ hội họp ra ban để thường xuyên như vậy là chấn chỉnh những cái lệch lạc sai sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong cái nội dung hành chính thì chúng tôi tập trung vào cái việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Đối với việc này thì ngoài cái việc mà xây dựng các nghị quyết để triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ huyện, thì các đồng chí đứng đầu các bộ phận cơ quan phải nâng cao trách nhiệm và thường xuyên giám sát, kiểm tra. Việc tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sẽ là điều kiện quan trọng để huyện Vũ Thư giải quyết hiệu quả các công việc, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi Vũ Thư đang tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Con người chính là yếu tố trung tâm của công cuộc cải cách hành chính và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Do đó, thì huyện Vũ Thư xác định nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng một chính quyền liêm chính phục vụ, thực sự mang tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Viêm tụy cấp là quá trình viêm cấp tính của tụy. Ở mức độ nặng, bệnh diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong cao 20-50%. Rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này. Khi lên cơn viêm tụy cấp, 95% trường hợp bệnh nhân sẽ gặp những cơn đau bụng xuất hiện một cách đột ngột kéo dài. Đặc biệt, cơn đau thường xuất hiện sau khi uống nhiều rượu. 70% ca bệnh có triệu chứng nôn ói, chướng bụng. Viêm tụy cấp không được điều trị sẽ diễn biến rất nhanh, dẫn đến các biến chứng nặng như suy thận, gan, rối loạn đông máu, suy hô hấp, làm nặng thêm bệnh lý nền có sẵn, hậu quả lớn nhất là tử vong. Hạn chế rượu bia và có chế độ sinh hoạt lành mạnh là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh này. Thưa quý vị, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng gánh nặng bệnh tật đang ngày càng tăng do tiêu thụ đồ uống có đường. Việc tiêu thụ đồ uống có đường là yếu tố gây gia tăng toàn cầu về thừa cân, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim, đột quỵ. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng đồ uống có đường đang ở mức báo động và đáng ngại hơn, thói quen này lại hình thành từ độ tuổi còn rất nhỏ. Không khó để bắt gặp các loại nước ngọt bày bán tại khu vực cổng trường, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đây cũng là một trong những mặt hàng đắt khách mỗi lúc tan trường. Phụ huynh thì tặc lưỡi vì sở thích của con, còn học sinh lại chưa nhận thức rõ về ảnh hưởng của loại đồ uống này đến sức khỏe. Bình thường con thấy ở lớp các bạn thích uống những loại nước gì? À, thích uống với trà sữa. Con thích uống nước ngọt không? Có. Tại sao thích uống nước ngọt nhỉ? Nó ngon với cả nó có ga. Ở lớp thì nói chung là các bạn lớp con nó đa dạng lắm, có thể là từ trà sữa đến những cái loại nước mà mua ở cổng trường. Theo con này tại sao các bạn thích uống những loại nước đấy nhỉ? Những cái loại nước đấy là nó có ướp vị và có thể sẽ giúp cho cuộc trò chuyện được kéo dài nó lâu hơn ạ. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 8,5% năm 2010 lên đến nay là 19%. Khảo sát cũng cho thấy gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt thường xuyên ít nhất một lần một ngày. Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường khiến trẻ có nguy cơ béo phì cao hơn đáng kể so với những trẻ không uống. Một nghiên cứu mới được công bố tiếp tục chỉ ra tác hại của việc sử dụng nhiều đồ uống có đường là có thể làm tăng hành vi hung hăng và các vấn đề có liên quan đến tâm thần ở trẻ. Cái thực phẩm nhiều đường như vậy thì nó quá là nhiều đường tinh chế và cái đường mà hấp thụ nhanh. Thứ nhất là đối với những trẻ thông thường thì cái đường tinh chế là nó sẽ làm cho bạn ấy giảm sức đề kháng. Và đối với những cái trẻ bệnh thì cái đường này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Nó làm tăng cái bệnh lý của bạn ấy, làm cái ổ viêm của bạn ấy nó phát triển mạnh mẽ hơn, điều trị bệnh nó sẽ lâu khỏi hơn.
Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, các bậc phụ huynh cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, loại bỏ dần nước ngọt có ga, đồ uống có đường ra khỏi thực đơn. Các nhà trường có hoạt động giáo dục dinh dưỡng để định hướng và thay đổi hành vi của trẻ, khuyến khích trẻ tiêu thụ các sản phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TPTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.